làm sao mình nói đây, rất là sinh hoạt của cộng đồng, mình đi sinh hoạt, nhưng mà mình cãi với họ, cũng như mình cãi với Ngô Kỳ thì mất thì giờ và mang tiếng đồn, cho nên mình không nói, mà không nói họ cứ nói hoài riết vào những gì Việt Cộng, mình nói theo lớp Việt Cộng đó. Lâu ngày thành ra thành công rất là Việt Tân thiệt, là khổ rồi đó. Cho nên một lần nữa trong buổi học vừa rồi đó, trong cái buổi học vừa rồi của Bó Bị đó, thì đúng ra thì nó là nội bộ, tôi không muốn nói ra, nhưng mà nó bị liên quan đến tập thể. Trả lời câu hỏi của anh Cang, chúng ta có những cái khó khăn vì có thể là tại chúng ta thôi, mình chưa có một cái văn thư hay là cái gì giải thích, mình không cần phải tranh luận với ai, những cái bài viết xúc tích một chút nói rõ ràng tập thể chiến sĩ là gì, chúng ta hoạt động thế nào, và chúng ta tức là họ nói anh đi chờ theo mình, chỉ có không được giải thích, không được giải thích. Bây giờ mình không giải thích được ở trong buổi họp của những đơn vị khác, thì mình giải thích bằng thí dụ như là lên giao rồi là phát thanh ra báo chí. Thì hôm trước Bó Bị cũng bị đánh phá rồi, mà nhờ các cơ quan truyền thông có cái trả tiền nữa hay không trả tiền. Tôi có nói với lại anh em trong ban tổ chức, đừng có sợ tốn tiền, 35 đồng một shot là, và cuối cùng mình neutralize, tức là mình giải quyết được vấn đề. Thì bây giờ anh em mình cũng dùng đó, người nào có khả năng viết, người nào khả năng nói, cứ làm, rồi chúng ta đúc kết lại để mà lâu lâu phóng lên một cái bài. Thí dụ như là Ukraine, nhà thí dụ mình dùng cái Ukraine để mình nói tập thể chiến sĩ ở đây, đó cũng là mục đích mà hôm trước anh em trung tâm Tây Nam đây đó đi vận động để gây quỹ cho giúp người dân Ukraine. Ai đây là cựu chiến sĩ, tại sao vậy? Phải là 47 năm về trước chúng ta đã trải qua cái khó khăn đó, chúng ta có cảm được, có cảm với họ, thì đó cũng là những cái lúc mà mình đưa ra đồng hương. Họ nói ủa tập thể chiến sĩ là như vậy đó, là làm như thế, là làm như thế, thì tôi nghĩ rằng đó là cái việc làm mà chúng ta, những chuyện chào cờ nó cũng là một cái hình thức đó. Chúng ta phải học hỏi với nhau từ mỗi địa phương, nó có cái lợi là mình copy nhau mình làm. Thì tôi nghĩ một lần nữa cái mà họ nói là mình là Việt Tân á, không có bằng chứng nào mà mình cũng mình trong nội bộ mình cũng không phải là Việt Tân á, thì làm sao mà mình lại không giải quyết được? Nếu mình là Việt Tân thì cũng như Việt Cộng á, nó là Việt Cộng thì thế mà cuối cùng nó đâu phải Việt Cộng, nó về Việt. Thí dụ nha, hồi nãy mình thường nói có một số người họ về Việt Nam có thể làm ăn ở Việt Cộng, rõ ràng như thế, nhưng mà mình đâu có ai kết lối có tội họ đâu. Như thí dụ như là ông David Dương nhà tôi không biết, như là Lý Sáng về chuyện này làm cho chúng tôi cũng không muốn đứng gần đó. Họ rõ ràng họ có liên lạc, họ làm việc đó, nhưng mà mình cũng không chống phá họ, mình tại quốc gia mà mình đâu có làm chuyện đó. Nhưng còn mình, tôi chưa bao giờ về Việt Nam hết, nhưng tại sao tôi lại bị gắn vào những cái tội mà tôi không có, và mình không chẳng ai giải quyết cho mình, chẳng ngại cho ai giải quyết cho mình. Cho nên chúng ta bị kẹt, mà phần lớn anh em ở đây đều biết những cái việc chúng ta bị người ta nó kêu là cái gì, vu oan trục mũ đó, là không có thật, là không có thật. Cho nên chúng ta còn ngồi với nhau và tin tưởng nhau, tạm không có thật. Ngay cả vụ Hoàng Kiều như thế, không có ai để đi bưng bô cho Hoàng Kiều hết á, chúng tôi chỉ đi lấy 50 ngàn thôi, thế mà họ đem ra họ phổ biến được, cuối cùng cho đến giờ này cái oan nó cũng chưa được giải được. Ngay cả Liên đoàn cựu chiến sĩ là những đơn vị mà chúng ta sinh hoạt rất là khăn khít, họ vốt thế nào không biết, họ không muốn sinh hoạt với chúng ta, họ không dám vô mà họ còn đẩy mình ra luôn lên trường, đó là cái điều đáng buồn đó. Bởi vậy một lần nữa vấn nạn của tập thể có thể là chính mình và tự giải quyết, chứ mình cứ ngồi là nên chủ tức thì ông có một cái nhìn khác, ông nói họ nói sai kẻ họ, tại sao mình phải mất thì giờ giờ sự thật nó sẽ hiện ra không, có lẽ mình phải làm thêm nữa, chứ thì mình ngồi đó mà chờ ngày nào đó để giải oan thì chúng ta đã lỡ mất cơ hội rồi. Cho nên cố gắng trong cái kỳ đại hội tới đây chúng ta phải quảng bá, giống như chị đang có cái cơ sở cũng như Bó Bị chúng ta thông báo. Dù rằng có người nói trong ban tổ chức của Bó Bị nó ủa mình còn có mấy tuần thôi mà tại sao mình lại quảng bá nhiều như vậy cho mọi người biết làm chi, thứ nhất là họ đâu có đến thăm gì với mình, tại vì cái đó là của cựu sĩ quan,
Thứ hai, nếu mà họ là cựu sĩ quan, nó cũng quá trễ họ từ những cái địa phương khác họ về, tốn kém quá đi, họ đâu có thể làm xếp được, thông báo làm gì? Họ chỉ nghĩ cái vấn đề là kêu gọi họ về, đúng không? Mục đích mình không phải là kêu gọi họ về, cũng như tất cả mọi người tham dự tiệc hôm qua, không có chỗ ngồi. Thân hữu mình giới hạn lại, hồi xưa là chỉ có ông bà hội trưởng, mà kỳ này là ban chấp hành nữa, thì mình có thể lấy một bà, lấy một bà. Thì tôi muốn nói, cái vấn đề về quảng bá đây á, không biết bài nhá. Trong khi Ukraine mình có biết bài, mình có thông báo, người ta biết, tức là mình promote cho mình. Thì mai mốt mình cũng về, trước khi mình thông báo cái đó, mình viết một cái bài giải thích tập thể chiến sĩ là gì. Cái cuốn sách mà bác sĩ muốn làm đó, cái loại đó, mình viết ra, mình để đó, nó sẽ là phần của cái đó. Mình sẽ thông báo ra ngoài, tập thể chiến sĩ là gì, là tổ chức đại hội bao nhiêu lần rồi, và trong thời gian quá khứ tất cả những quý vị tướng lãnh đã tham dự và bao nhiêu người đã trải qua những chức vụ quan trọng, để cho đồng hương cũng người ta biết rằng đây là một cái đơn vị thực sự chính danh và quấn cần tiếp tục làm, chứ không có giống như một số người nó chết mà cứ chỉ có chỗ đau lắm. Mà tôi nói thẳng với cái ông nào đó, ông đã tuyên bố câu đó rồi, ông bắt tôi chứng minh là anh nói hồi nào tôi nghe rồi tôi buồn quá, giờ rồi tôi nhắc lại đừng có nói vậy nữa, chứ anh bắt tôi chứng minh làm sao tôi lấy cái đầu ra, ngoại trừ nếu tôi thâu anh, thâu cái bằng của anh, nhưng mà cũng không phải là chúng nữa, chúng ta không làm chuyện đó. Thì trở lại của mình đó, mình phải PR cho mình, tức là public relation, mình phải làm một cái bài, viết một cái bài, hay là bác sĩ Hải chẳng hạn. Cái quan trọng của mình, bác sĩ Hải đó là một người cố vấn của mình, không, ông viết về chiến lược chiến thuật gì đó. Cái đó là khi nào mình đã có thực lực. Còn bây giờ, cái quan trọng của mình bây giờ là làm thế nào giải thích cái mình là ai. Mình phải có cái standing trước hắn, rồi sau đó mình mới nói là mình đánh thế nào. Chứ mình chưa có chỗ, nó chưa có một cái đồn, chỉ có một cái bot. Mình có rồi đấy, nhưng mà nó đã hư hao lâu rồi. Nhất là cái vụ mà nhiều đơn vị họ nói, mấy anh làm khó tôi quá, mấy anh bắt tôi phải làm đơn gia nhập, nhớ không? Họ luôn luôn dùng cái đó. Thì cái chuyện đó 20 năm trước rồi, nói làm chi, nhưng mà họ vẫn nói. Thì giờ mình trở lại, mình nhận cái đó, hồi đó là có sai lầm, mà tướng đạo bây giờ cũng không còn nữa, thì là sao mình cứ lấy cái đó để mà kết nối cho là em có một cái nhận xét này. Và nếu bác sĩ viết bài đó thì dùng cái này có thể là người ta sẽ cảm. Cái này nó đi xa một xíu, tại vì mình chưa vô cái phần mà tổ chức đại hội, đúng không? Mình chỉ nói cái phần mình làm thế nào thôi. Việt Nam Cộng Hòa có còn không? Mất rồi. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng và bỏ rồi. Mình không còn nữa. Nhưng mà mình vẫn qua đây, mình vẫn mang trong người mình lá cờ này, vẫn còn đó. Lá cờ này không ai công nhận nữa trên thế giới, không nước nào công nhận hết, nhưng mà nó vẫn ở đây với mình. Tại sao? Tại vì một thời mình đã chiến đấu, anh tin không? Mình chiến đấu, anh đã tháo những cái trái mìn đó, có thể đánh sát được. Thì mình đã hy sinh rồi, như bây giờ mình đã mất rồi. Mà người chủ tướng của mình kêu mình bỏ, mình vẫn không bỏ mà. Mình mang đến đây 47 năm rồi. Tập thể chiến sĩ là ai? Nó cũng như Việt Nam Cộng Hòa thôi. Đó là một cái chính thể, là một hình thức của một cái gì mới. Mình làm sống lại, mình không thể làm trên cái chính phủ giống như mấy ông thần nào ở ngoài đó. Mình làm cái cho nó chính danh. Những người đã bị dịch giá ngũ như là ông tổng thống của mình tuyên bố, thì mình tập hợp lại, rồi mình thành lập cái tập thể chiến sĩ, đúng không? Rồi mình kêu gọi thêm tất cả hậu duệ và những người còn chiến đấu với mình, quân dân cán chính, thành lập chiến sĩ, tập thể chiến sĩ, chứ không phải cựu chiến sĩ. Đúng. Nhiều người họ vẫn nói là chiến sĩ là có nghĩa là tất cả những người vẫn còn muốn chiến đấu, muốn tham gia chiến đấu. Thì bây giờ mình phải làm cho biết lại cái đó. Thì bây giờ cái tập thể chiến sĩ nó tốt, nó còn cái standing, tức là cái thế đứng, nó còn mạnh hơn là cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Tại chính thể đó mình không còn nữa, nhưng mà mình vẫn còn honor ở đây. Còn tập thể chiến sĩ là cái gì đó đang sống, tại mình đã có làm một cái bài lò. Mình nó rõ ràng đối với Hoa Kỳ nó có. Và chính cái lúc mà bức tường đen, đấy, bác sĩ nói, bức tường đen ở trên đó đã được cựu quân nhân Hoa Kỳ họ công nhận,
mình là đại diện cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa để mà đứng ngang hàng với họ, để mà tưởng niệm tất cả những người đã mất. Nó là thực thể, cái vững của nó đối với thế giới nó là rõ ràng, nó còn đầy. Tại sao mình để cho những người kia họ nói như vậy, trong khi chính họ lại vẫn còn giữ lá cờ? Tức là họ confused, họ lầm rồi. Họ nói cái Việt Nam Cộng Hòa, tôi gọi là đúng thì chúng tôi cũng từ đó làm thêm một cái, tôi đang đi gồ lì ở đây. Và tất cả quý vị tướng lãnh, nếu mà không lầm, không có một vị tướng nào còn sống thời đó mà không tham gia, đúng họ về hết á. Cho nên mình liệt kê lại một lần nữa tất cả tên tuổi của những quý vị tướng lãnh đó, cho biết rằng đây là cái, cũng như Việt Nam Cộng Hòa, tại sao ngày quân lực mình cứ phải ra ngoài mình nói cái chuyện lịch sử ngày quân lực thì nói đấy. Thì bây giờ mình phải biết lại cái tại sao tập thể chiến sĩ được hình thành, và tại sao ngày hôm nay vẫn còn tồn tại, chúng tôi vẫn còn sinh hoạt, và sắp sửa đây chúng ta bầu lại một cái ban chấp hành mới, hy vọng rằng sẽ có những dòng máu mới và chúng ta sẽ mạnh nợ thêm. Thì làm thế nào là chúng ta phải giải thích được cái đó, thì hôm nay chúng ta mới có sự tiếp nhận của những người chung quanh. Tại vì ngay cả liên hội chiến sĩ họ coi mình coi như một cái chúng như đảng thực dân vậy. Không, đây không phải là như vậy, như thế chính các anh liên hội chiến sĩ là một thành phần chính đứng ra thành lập tập thể chiến sĩ ở Nam Cali, và bây giờ họ là cái người đi lai này. Xin lỗi nhé, cái này là mấy ông uống cà phê rồi. Tối nay có một cái bữa cơm, và cảm ơn các khóa ở xa về đã xin lỗi chút xíu. Khóa 26, thấy khóa 29 làm được quá. Trong 8 phút kinh kỳ hôm qua anh tin 5 người, 3 người là khóa tôi. Và tí nữa là tôi được đứng vô, chứ là chưa bao giờ được đứng tại vì thấp quá. Nhưng mà thiếu người cho nên on boss kết đẹp. Thì trở lại vấn đề của mình đây là tôi chỉ đề nghị các bạn anh, quý vị mà đang nắm chức vụ, làm thế nào không phải lợi dụng mà dùng cái đại hội tới đây để làm một cái PR rất là ngon lành, đăng tất cả những tờ báo, bất cứ người nào, tập báo nào, ngay cả lên diễn đàn, anh Thời là người đã đưa lên trên diễn đàn rất nhiều nơi nhờ anh phổ biến giùm tôi, anh có cái danh sách, cái list đó, nếu mà mình tự động mình lấy của họ mình gửi đi, người ta nói là mình làm ẩu lợi dụng, mình nhờ anh Thời anh phổ biến giùm tôi cái này, viết cho nó ngon lành cho một số anh em mà có tâm huyết, họ coi họ sửa, rồi khi mà xong xuôi mình đưa vô, chắc chắn là nó có ảnh hưởng nhiều hơn. Đó là cái ý kiến của đàn em. Ok. À, cho chút tiếp với anh cậu. Cái quan trọng, nó cái điều này mình phải ghi liên quan. Cái quan trọng nhất làm cho người ta hiểu, và phải quan trọng nhất là truyền thông. Tôi âm thầm tôi làm, mỗi lần tôi quay phim gì cho mình á, tôi gửi về Việt Nam, tại vì tôi có 5 tên ở 5 thành phố ở Sài Gòn và 2 tỉnh. Lúc nào tôi đưa về, nó móc nối với cái chỗ mà computer công cộng á, là nó chiếu lên, mỗi người ta coi. Để bây giờ bởi người ta nói, chỉ mong tập thể chiến sĩ trở về rồi thôi. Tôi nói đây là tập thể cho phó tham tài của chiến sĩ, là tập thể chiến sĩ, nó nói rõ ràng, nó đập lên ra. Thì tôi có mấy thằng em đó, tôi gửi tiền cho thương nguyên nó, tôi gửi tiền 5 thằng đó của tôi biết rõ ràng nó là này, tôi nhờ nhé. Bây giờ ông ấy á, cả cán bộ nó cũng đốt cũng coi, nó mong cái việc chứ không ngoài hội đồng không mấy người tập thể chiến sĩ, tôi sợ lắm, tôi sợ cái đó. Mà giờ cộng đồng đánh đó, mà đánh đó thì nó xúi cho những thằng của mình ở đây nè, những thằng nằm dung á, phá mình chung ăn. Bên tôi tới đây là thằng lạ cũng phá tôi, thằng nhảy ruột cũng phá tôi. Là nói thật cái đau buồn, cái người đàn anh tôi khóa 16 là khóa tôi chết, là Lê Huy Ngọc chết rồi, thì cái băng đám về nó sụp rồi. Tôi hỏi anh, chống đối tôi mày dám cầm lấy cờ đi không? Không. Nhà dám treo đâu cờ không? Không. Tôi treo đâu cờ, cái thằng lại cho anh treo khi nào về thấy cờ đó, cái người treo á là mày treo chứ thằng gì đó mày dám treo. Thế tôi cũng ngu làm chuyện đó, nó làm sao cho mày cứu tụi ta chửi lộn nhau. Chứ không kêu nó, tao kêu nào là tối quen, mà tôi camera đó, không nên thành đẹp. Thầy nói thật á, bởi tôi làm cái gì nhất là cái thằng báo trẻ đó, nó quay cái buổi phim
tôi chạm cầu cuối cùng á, nó đưa hình vua đưa năm qua, những năm có đủ hết. Bắn cho thằng lớn nó xin lỗi, nói không phải của mình thôi. Nó nhặt cho mình để lấy trực tực. Cho mày quay nhưng mà làm sao mình để cho ta lên, tôi đưa gì năm qua hết, chính nó đưa. Nhờ cái đó, rõ ràng. Ngày cũng một tí trước, thành ra tôi chào cầu đồng hòa lúc không nhớ tôi nói đồng hòa. Tôi không có chửi ai hết. Nhưng mà tôi yêu cầu tuổi trẻ hãy tiếp tay với mình. Tôi nói rằng giải lãi cộng đồng, tôi nói rằng tụi cháu khôn ngoan hơn nhiều, nhưng cái đường lối chính trị và cái tư tưởng mà truyền thống của mình cái cách chưa có hiểu. 18 tuổi ra khỏi nhà rồi, đâu có cha mẹ muốn liền đâu, qua sang Mỹ rồi, nó còn gì nữa đó. Mình không muốn liền đưa nó vào. Con tôi mà nó thấy gặp đâu có cờ đỏ gì, nó bỏ tôi. Thằng Việt Nam nó bỏ đó, mày đừng đụng tới kêu tao. Nó đem muốn mua sao còn lại muốn nó hút qua, nó chặt ghen đem xuống. Quề, mình cần gì làm, để nó làm. Anh đang giữ chuyện tôi lòng của nó. Nhưng mà tôi mong anh em tiếp tục, chẳng hạn đưa cái truyền thông mình tìm cách đi làm sao về cho Sài Gòn hiểu trước. Ở đây, sẽ hiểu mình làm cái gì. Mình không phải tổ chức cái ăn nhậu cái đông không đâu. Để như nhạc vui chơi, nhưng mà phải chức mục đích của mình. Làm sao mình phải có lý tưởng của mình. Trong nội bộ mình làm hương mình á. Tập tới những chuyện này. Lý trong nội bộ mình làm hương mình á. Khóa mình á. Mà khổ, đàn anh tôi nói không được. Chẳng hạn như Lê á, nói xin lỗi, thắng là ông Lê Văn Trang. Ông có tư cách chuyện. Ông làm những chuyện ở bên Canada trùng lum hết. Được, người ta nhìn cái người ta thấy ra gì. Như Kỳ Văn Lãnh á, thì tụi nó đánh phá tôi rồi. Nó kêu ông Đảo nó sống rồi đó. Xin lỗi, nhưng tụi ông Đảo là nghe rồi đâu. Giận tôi nói nếu như ông Đảo, tôi vẫn làm theo lý tưởng của tôi. Từ khi ông biết được, ông hiểu tôi. Mấy thằng đánh chợ qua chụp của anh hỏi nói chuyện á. Tại như mấy thằng nó toàn sức chế nó đằng này đang đi vậy. Như Việt Nam cho ăn cái bữa. Như tị nạn. Nhưng mà có thằng tôi phục là không quân. Cái Việt Nam tối ngày. Nhưng qua nó lặn mất. Tôi hỏi tại sao anh lặn. Nó nói tôi thương mấy em. Chúng quậy phá. Mà để gì cộng để yên tôi là tôi không quậy phá. Nhưng mà tôi lặn mất. Là buồn rồi. Chứ nó quậy phá không có nữa. Có thằng vừa quậy phá để nó tồn tại. Như thằng này á, nó cũng phá lốt à, nó cũng hồi chưa ở cũng yểm trợ tôi, chưa nói, nó nói em xin rút, tại vì nè, em rút ra thì gia đình nó đổ sổ lắm, vì nó ở Việt Nam mà. Nhưng mà em không hoạt động, nhưng mà em không quậy ai hết. Nhưng mà ai nói chuyện cho mình, có mình quan trọng với nó. Họ không biết là thể chế gì, nhưng mà cái đám anh em mình đây nè, nó sợ mình chỉ huy nó. Nó nhào vô thôi, mình nó phải chỉ huy, mình phối hợp nó. Thế vậy thì anh em mình sẽ có cái truyền thông đưa cho họ hiểu qua chuyện đó. Nhất là anh em mỗi người có bổn phận. Thông tin. Nha. Ở bởi đó, hội đồng mà mời tôi đó, phải mời về à. Trung tâm tướng tập thể chiến sĩ đồng hoàng, tôi mới đi. Mà tới nơi phải giới thiệu cho đồng hoàng, không giới thiệu đi về. Tôi đâu phải một vô danh chứ tốt. Mục đích để cho các anh người biết tập thể chiến sĩ còn sống ở trong năm của mình. Các nguyên nhân đó, mình phải ra kể giới thiệu mình. Thành ra từ từ đi vô, phố đa thì phải đáng dùng rồi, nhưng mà nó chưa đến lúc nó nhào vô mình. Nó chưa thật cơ, nó còn sợ cái gì vậy? Nhất là mấy thằng đi Việt Nam thường xuyên. Ông ảnh tụi nó nói gì mà không nghe tập thể sợ. Hết hết thật. Nó biết tập thể là cái lực lượng chung. Còn người hội đoàn kia là mỗi người khi mà nó cần thì nó phải cần không quân, còn nhảy vũ đó. Cần tập thể cũng nó gồm hết, cũng đó là quân lực Việt Nam rồi mà. Tại người ta hiểu sâu á. Có nhiều người phải qua nói tôi nói rằng em muốn tôi nói cho mấy thằng là nó vậy, nó nói mấy thằng công an vậy, nó nói rằng nó cho chiếu về, nó biết thời điểm nào nó chiếu thì người ta coi được. Thì cái chỗ mấy cửa công an mà mình cho mấy nhỏ mình cho nó ăn chút đỉnh chứ vậy thì mình nó biết lợi dụng mình thì mình cũng lợi dụng mấy cái. Nhưng mà bây giờ không ra làm sao cái tin tức mình được phổ biến đầy đủ cho đồng bào hiểu tập cái chứng chỉ là cái gì, cái trong cơ diệt tông bữa đó chứ thật nó hồn qua tôi. Thì thăm tôi dẫn theo cái thằng Vũ Thị Nhân có bên gì dẫn vô đình dẫn nhà tôi có bốn thằng gì tâm. Tôi nói về tôi á, chú Hồ chú Hồ cùng accident tôi cho nhận vô, tôi điểm mặt tôi không muốn nhận bốn con này. Vô nhà tôi được chụp nó thôi, nó tôi như nó sao không được. Vô chuồng heo anh tắm rửa gì về cũng nghe heo, đúng nhớ phải không? Mình vô chuồng heo anh tắm rửa gì cũng sao mà cũng mùi heo à. Chuồng ngựa gì cũng heo đạp lại đừng có vô để bán cái chuyện đó, nhưng tôi không có chống phá tụi nó. Nhưng cái hồi tổ chức là chính ông Lâm á, là người cơ sở trưởng của Việt Tân, nó phụ tôi để tổ chức ông nào. Tôi không biết
Sau khi kết thúc rồi, tôi thấy xong nó mời tôi lên nói rồi.